Hello xin chào anh chị em Chào mừng anh chị quay trở lại kênh đầu tư chứng khoán Quang Trần Invest Có lẽ là sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay Nhiều anh chị em không còn đủ cái sự kiên nhẫn Để nhìn vào cái bảng điện Nhìn vào cái biểu đồ nhiệt Của thị trường chứng khoán Việt Nam Sau phiên ngày hôm nay Một phiên với hơn 500 cổ phiếu nó giảm điểm Và chỉ có khoảng le lói 24 cổ phiếu nó tăng điểm thôi có rất nhiều cổ phiếu xanh, nhưng cái màu xanh ngày hôm nay nó rất là lạ. Màu xanh gì mà nó giống với bầu trời không mây như vậy. Màu xanh nó đem lại cái sự đau thương cho nhà đầu tư đến vậy. Và nhiều nhà đầu tư không hiểu cái chuyện gì nó xảy ra trên thị trường ngày hôm nay. Liệu thị trường sập hay chưa? Liệu trời sập hay chưa? Chuyện gì nó đang diễn ra như thế này? Cứ mua cổ phiếu vào xong thì lỗ, cứ bán cổ phiếu ra xong thì nó hồi. Và cứ một cái quá trình như vậy nó tiếp diễn và khiến cho nhiều anh chị em mất niềm tin vào thị trường. Nhưng anh chị em chỉ cần theo dõi lại lịch sử thị trường trong những giai đoạn, trong những cái quá trình hình thành trước đây anh chị em sẽ hiểu rõ hơn. Xem giai đoạn hiện tại của thị trường, nó có phải lần đầu tiên nó diễn ra như vậy hay không? Thực ra ấy, anh chị em mà trải qua cái năm 2022, ấy, anh chị em trải qua một giai đoạn thị trường giảm hơn 40% chỉ trong khoảng hơn 200 ngày, có nghĩa là trong khoảng gần 8 tháng mà nhiều cổ phiếu nó giảm đến 80%, nó giảm gấp đôi so với cái mức giảm điểm của thị trường. Và đến thời điểm hiện tại kể từ cuối tháng 9 cho đến nay thì nhiều cổ phiếu nó cũng đã bắt đầu nó giảm và cái nhịp giảm này thì nó cũng giảm khoảng gần 30% rồi. Có nghĩa là nó giảm khoảng gấp đôi so với cái mức giảm điểm của thị trường chung. Và nó đem lại nhiều cái sự đau thương, nhiều cái sự mất mát cho nhà đầu tư. Và nhiều anh chị em đang cầm tiền mặt thì đặt ra cái câu hỏi. Đang đi tìm xem đâu là đáy của thị trường. Xem liệu cái vùng 1035, 1040 hay là vùng 1055 là cái mức điểm đóng cửa ở phiên ngày hôm nay. Liệu đây đã phải là đáy của thị trường hay chưa? Khi mà kết viên vào những phút cuối viên thì bắt đầu có những cái tín hiệu là nhiều cổ phiếu nó rút chân đi lên và thoát khỏi được cái giá sản. Ví dụ những cổ phiếu như là HDC, như PVS nó rút chân này hay như đất xanh này, hay như đích, hay như EDC hay là một số cổ phiếu khác. Nó thoát được cái giá sản. Và liệu kết viên ngày hôm nay sang viên ngày mai thị trường liệu có hồi phục hay không? Thực ra ấy, khi thị trường nó chạm về cái vùng đáy khi thị trường nó chạm về cái vùng nền giá bên dưới Có thể ở phiên ngày mai Đầu phiên nó sẽ tiếp tục nó giảm về cái vùng 1040 để nó lấp nốt cái gap ngày mùng 8 tháng 5 Như trong cái video hôm qua mình có chia sẻ với anh chị em Còn cái nguyên nhân vì sao phiên ngày hôm nay thị trường giảm mạnh đến như vậy Nó có thể nó đến từ việc là Cái doanh nghiệp bất động sản ở Trung Quốc nó gần như nó đã gặp phải cái tình trạng phá sản rồi. Theo Bloomberg, nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc Kanchi Garden đã chính thức đã vỡ nợ rồi. Nó cụ thể là nó vỡ nợ từ ngày 17 18 tháng 10 chứ không phải là đến ngày hôm nay. Vì theo cái kỳ ân hạn 30 ngày thì đến ngày 17 tháng 10 nó đã chính thức nó kết thúc cái kỳ ân hạn này. Nhưng cho đến nay chưa có thêm cái nguồn thông tin nào về cái doanh nghiệp này đã thanh toán cái khoản nợ trái phiếu khoảng 15 triệu đô hay chưa. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại là chưa có thông tin. Nên một số cái báo cáo đến từ Bloomberg cho hay là doanh nghiệp này nó đã vào cái giai đoạn vỡ nợ rồi chứ không phải là đang trong cái kỳ ấn hạn nữa. Cái điều này nó khiến cho thị trường chứng khoán thị trường tài chính toàn cầu nó có một phiên nó giảm mạnh ngày hôm qua, cụ thể là Dow Jones giảm hơn 100 điểm. MP 500 giảm 60 điểm. Hay Nasdaq là giảm 300 điểm, cụ thể là giảm 2,43%. Hay Nikkei 225 ngày hôm nay, phiên giao dịch ngày hôm nay tiếp tục giảm khoảng 2,14%. Tương ứng với cái mức giảm là 668 điểm. Hay như cái chỉ số Hang Seng nó cũng tiếp tục nó giảm phiên ngày hôm nay Hôm qua là giảm cũng giảm khoảng gần 1% Hôm nay là đang giảm khoảng 0,24% Hôm qua có một phiên đầu phiên tăng mạnh Sau đó cuối phiên nó quay đầu đóng cửa gần thấp nhất phiên Nó khá là giống thị trường Việt Nam Nhưng phiên ngày hôm nay thì cái chỉ số hang sen nó không giảm rát Không giảm mạnh như là chứng khoán Việt Nam Cũng chính bởi vì cái tỷ lệ vay margin Ở thị trường chúng ta nó đang tăng theo cái thống kê từ các công ty chứng khoán các công ty chứng khoán đang rủng rỉnh thu lãi và một loạt các cái tên lập kỷ lục về cái tỷ lệ cho vay margin. Nó dẫn đến việc cứ khi nào mà tỷ lệ cho vay margin nó đạt cái kỷ lục là cứ lúc đấy là thị trường quay đầu giảm mạnh để các công ty chứng khoán là bán giải chấp, bán for sale tài khoản. Nhưng nó cũng trùng với cái thời điểm mà thị trường gặp rủi ro chứ không phải là tự nhiên là các công ty chứng khoán đem tài khoản của anh chị em ra để bán giải chấp mà cái tài khoản nào nó bị vi phạm vì sử dụng đòn bẩy cao quá thì các công ty chứng khoán mới đem bán giải chấp chứ không phải là tự nhiên các công ty chứng khoán mới đem tài khoản của anh em ra bán mà nó chưa vi phạm gì mà các công ty chứng khoán cũng bán mà nó phải vi phạm thì các công ty chứng khoán mới xử lý nhưng người thiệt hại chắc chắn là nhà đầu tư nhỏ này là anh em chúng ta sẽ bị thiệt hại nếu như mà sử dụng cái đòn bẩy cao quá sử dụng một cách vô tội vạ không có kỷ luật, không có phương pháp, không có kế hoạch, thì bản thân anh chị em sẽ là người thiệt hại đầu tiên. Chứ các công ty chứng khoán không phải chịu một cái thiệt hại bất kỳ nào cả. Vì khi tài khoản của anh chị em nó chỉ cần rơi xuống cái mức rủi ro là dưới 0,8, à, theo VPS thì dưới 0,3% là bắt đầu bị côn margin, côn margin mà anh chị em không nạp thêm tiền vào để xử lý là các công ty chứng khoán sẽ bán giải chấp auto bán giải chấp tài khoản với anh em. Nó sẽ rơi vào một cái phạm vi một cái mức độ cực kỳ nguy hiểm luôn. Và có thể ở phiên ngày mai số lượng nhà đầu tư mà sử dụng kho ấy kho ở đây ấy, họ sử dụng tối thiểu là khoảng 50%. đến mấy trăm phần trăm luôn. Có nghĩa là một số nhà đầu tư họ sử dụng cái đòn bẩy đến mức 28 37 đến 28 có nghĩa là dùng 200 triệu có thể mua được với cái tài sản nó lên đến khoảng 1 tỷ để anh cho em hiểu được là cái đòn bẩy mà nhiều nhà đầu tư họ sử dụng sử dụng ở đây là sử dụng kho để sử dụng đòn bẩy để mua nó cao như nào nên cổ phiếu nó chỉ cần giảm chút nhẹ thôi là anh cho em vướng ngay vào vi phạm là bị côn margin ngay lập tức với cái diễn biến như phiên ngày hôm nay cái nguồn cung ồ ạt bán ra sau 2 giờ 15 bán ra trên thị trường thì với cái diễn biến này sẽ cần khoảng ít nhất từ 2 đến 3 phiên để hấp thụ cái lượng cung này và với điều kiện là thị trường nó phải có cầu tham gia thì thị trường nó mới bớt áp lực còn một khi nguồn cung tiếp tục ồ ạt bán ra mà không có cầu hưởng ứng, không có cầu hấp thụ thì thị trường nó sẽ tiếp tục nó còn giảm. Chứ cái vùng hỗ trợ này nhiều khi nó sinh ra để nó thủng để nó gãy. Chúng ta không thể biết đâu là cái vùng hỗ trợ chắc nhất, cứng nhất của thị trường đâu. Nên anh chị em chỉ có một cách để bảo toàn cái vị thế của bản thân thôi. Có nhiều giai đoạn thị trường nó rơi mạnh giống như hồi 2014 nó giảm về đúng cái nền giá bên dưới Sau đó nó rút chân hồi phục đi lên Nhưng nó cũng trải qua những giai đoạn giảm rất rát Giảm rất mạnh Thì anh chị em cũng cần theo dõi thêm Xem một vài phiên tới Thị trường nó phản ứng ra sao Liệu nó cũng phản ứng giống như cái hồi tháng 8 Cuối tháng 8 hay không Có những phiên nó giảm rất rát Nhưng khi hàng về vào cái đầu giờ chiều Sau khi rũ bỏ lượng lớn Nhà đầu tư mua bắt đáy ra khỏi thị trường Thì thị trường nó trích thức nó hồi phục và giai đoạn này thì tạo thành hai cái đỉnh hai cái đỉnh núi rất là lớn thì thời gian tới anh em cần theo dõi thêm xem liệu thị trường nó đã tạo đáy ở vùng này hay chưa hay là nó cần phải một thời gian để nó giảm về hẳn cái vùng đáy dưới này giảm về hẳn vùng một nghìn sau đó nó mới chính thức nó hồi phục được có rất nhiều giai đoạn nó cũng giảm về hẳn cái vùng một nghìn này rồi nó sẽ hồi phục đi lên nên thực ra ở giai đoạn này anh chị em có phân tích FA bằng rời, có đi tìm cái báo cáo tài chính doanh nghiệp bằng rời đi chăng nữa mà không đọc về những cái báo cáo, không đọc về những cái kế hoạch phát triển trong tương lai mà thị trường nó không ủng hộ, thị trường nó không tương đồng thì anh chị em có mua cổ phiếu rời nó cũng sẽ vẫn lỗ là chuyện rất bình thường thôi. Từ những cổ phiếu kể cả những cổ phiếu trụ như Vix như Vinhome đi chăng nữa. Anh chị em nhìn xem nó giảm về cái nền giá hỗ trợ bên dưới nhưng sau đó này Không biết đâu là đáy luôn Và thậm chí nó chuẩn bị quay về cái đáy Nó chuẩn bị quay về cái nền giá tận hồi 2017 rồi cơ Có nghĩa là nó quay về cái giai đoạn trước khi Vingroup bước vào giai đoạn hưng thích của doanh nghiệp cơ Hay Vinhome nó cũng ở trong một cái tình trạng tương tự như vậy Gát này, tất cả các cổ phiếu trụ này Giảm chuẩn bị giảm không thể đáy nữa đâu luôn Hay Techcombank này liệu nó có giảm về hẳn vùng 26 hay không hay như PVS này, hay như bé này, này BSR anh em một số anh em còn gọi đây là bé sầu riêng hay là bé say rồi ấy. thì liệu những cổ phiếu này nó có giảm về đây hay không hôm trước mình còn trêu một số anh chị em mà nếu như mà có định có ý định là đầu tư dài hạn thì phải chờ những cổ phiếu như hàng BSR ấy nó giảm về vùng 15 ấy anh chị em canh mà mua rồi sau đó cầm dài hạn. Lúc đó nhiều anh em không tin, thằng BSR ở đây làm sao nó về 15 được? Nó chỉ cần giảm thêm một cây nữa thôi, hai cây nữa thôi là nó về ngay cái vùng 15 ngay. Chúng ta không tin khi thị trường đang lên, nhưng khi thị trường nó đi xuống ấy, mọi thứ nó đều có thể nó diễn ra. Một cổ phiếu nó giá 80 trước đây, nó còn về được giá dưới 10 cơ mà. Anh em biết mình muốn nhắc đến thằng nào? Không? Đó chính là thằng Novaland nó đang giao dịch từ vùng giá 80 trước đây trước khi chia trước khi chia ở ngày này ngày ngày 23 tháng 12 nó còn giao dịch ở cái mức khoảng 120.000 một cổ phiếu mà chỉ trong khoảng có nửa năm thôi từ tháng 10 ở đâu hơn một năm khoảng hơn một năm có nghĩa là về cái vùng này này thì khoảng nửa năm từ tháng 9 năm 2022 đến khoảng tháng 3 nó giảm cho khoảng gần 90%. Giảm từ khoảng giá 84 giảm về giá 10. Nên khi thị trường nó giảm ấy, tất cả mọi thứ trước đây anh em chưa nghĩ tới thì anh em dần tưởng tượng nó trong tương lai đi. Nên đừng bao giờ đùa với một giai đoạn down trend cũng như không đùa với được, không đùa được với một giai đoạn up trend. Một cổ phiếu từ giá 10 nó có thể tiến đến giá 100 được cơ những cổ phiếu như sell ấy, nó tăng từ giá 7 đến giá 100 đây là còn chia rồi Như là vùng này trước khi nó chia nó tăng từ giá 10 là tiến đến giá 100 nó đạt đỉnh là giá 100 sau khi nó đạt đỉnh xong nó giảm có những lúc nó giảm về giá 10 dưới 10 và ở hiện tại nó đang được giao dịch với giá 18 sau khi chia nên khi một cổ phiếu nó hết Nó kết thúc cái quá trình tăng của nó ấy, Anh chị em tạm thời anh chị em đừng dây vào Mà một khi đã dây vào Thì anh chị em nên biết đâu là rủi ro Nếu phải cơ cấu, nếu phải cắt đỗ Phải cắt Làm sao một cách nhanh nhất có thể Đối với anh chị em nào đang kẹt hàng Mà ngày mai hàng về Nếu như nhận thấy thị trường nó không có cơ hội hồi phục Phải nhanh chóng cơ cấu kịp thời có thể với những cổ phiếu như đất xanh như hoa sen như nam kim như một số cổ phiếu mà giai đoạn vừa rồi nó có những cái dấu hiệu nó khỏe hơn thị trường nhưng khi thị trường nó sập khi thị trường giảm mạnh không có một cổ phiếu nào nó đi ngược với xu hướng thị trường được đâu với cái nguồn cung bán ra ở phiên ngày hôm nay anh chị em đừng coi thường nó sẽ cần thời gian để nó hấp thụ và anh chị em đừng mơ tưởng đến việc bắt đáy và làm sao mua cổ phiếu được với giá rẻ nhất. Mà chúng ta chỉ nên hy vọng là mua ở đầu gối và bán ra ở vai đây này. Nó có nghĩa là sao? Nó có nghĩa là anh chị em mua khi nó đã phát triển một cái nền tảng tích lũy trước đó. Thì sau đó anh chị em mua nó bớt rủi ro. Và bán ra khi nhận thấy cổ phiếu nó đã tăng vượt xa giá trị của chính bản thân nó. Cái nhóm chứng khoán là cái nhóm hiện tại nó đã vượt xa giá trị nội tại giá trị của những cổ phiếu này rồi. Phiên ngày hôm nay nó rút chân hồi phục nhưng liệu chúng ta có đảm bảo là phiên ngày mai ngày kia nó có rút chân được nữa hay không? Bản thân những cổ phiếu này hiện tại nó đang là những cổ phiếu khỏe hơn thị trường vì hôm nay nó giảm nhẹ hơn thị trường. Nhưng theo mình đánh giá thì những cổ phiếu này này nó giảm bởi vì đội tạo lập chưa bán hết hàng thôi Nhưng với những cổ phiếu nó vừa mới tăng từ 15, 16 lên 43 Nó tăng gần 3 lần Thì không có lý do gì để anh chị em tham gia để mua những cổ phiếu này đâu Nó rủi ro nó nguy hiểm vô cùng luôn Và hiện tại nó cũng đang vừa mới tiệm cận cái vùng đỉnh cũ Đỉnh của lịch sử của chính bản thân cổ phiếu đó Mà ở cái vùng này này có nghĩa là VN Direct ấy, nó đang được giao dịch ở cái vùng gần 1.500 điểm mà những cổ phiếu này nó mới tiến được đến vùng giá 4x trong khi đó hiện tại VN Index nó đang ở cái vùng chưa đến 1.100 điểm mà những cổ phiếu này nó lại tiến được đến vùng đỉnh giá cũ chúng ta phải đặt một cái câu hỏi tại sao đúng không liệu doanh nghiệp giai đoạn này có làm ăn kinh doanh có lợi nhuận tốt hơn như hồi thị trường ở vùng một vùng đỉnh 1.500 hay không hay những cổ phiếu này nó được kéo lên ảo quá Mà bản thân chúng ta chưa đánh giá hết được Thì nếu như anh chị em không đánh giá được Thì tạm thời đừng nên mua bất chấp vào những cổ phiếu này Rủi ro nó vẫn tiềm ẩn rất là lớn Anh chị em nhá Lên làm gì thì làm Phải giữ được vốn qua cái giai đoạn này đã Qua cái giai đoạn này anh chị em giữ được vốn Có thể chỉ cần khoảng sang tuần sau thôi Khi thị trường nó tạo đáy Nó cân bằng xong Cơ hội nó sẽ đến rất nhanh với anh chị em luôn anh chị em chỉ cần mua ở một số phiên nó rút chân đi lên là cơ hội nó cũng sẽ đến rồi nhưng phải chờ cái nhóm chứng khoán này này nó giảm xong cái đã những cổ phiếu như là shs như mbs như là aps như bvs hay là vnd vixsi này nó giảm với biên lớn như này đây không thể là cái lực cầu của nhỏ lẻ tham gia mua hết được cả có thể nó sẽ giống với những phiên như này hay ít ra nó giống với những phiên như này này hay nó ít ra nó giống với những phiên như này thì có nghĩa là nó sẽ cần thời gian có thể ngay phiên ngày mai nó còn tiếp tục nó giảm sạc cơ nên làm gì làm phải bảo toàn được vốn giai đoạn này không bảo toàn được vốn giai đoạn này thời gian tới có cơ hội anh chị em cũng chỉ biết là đang gồng lỗ những cổ phiếu mà giai đoạn vừa rồi chúng ta không bán thôi nhưng nếu như anh chị em giữ được vốn giai đoạn này thời gian tới có cơ hội có thể anh chị em sẽ kiếm lại được kể cả giai đoạn này, anh chị em có phải cắt lỗ nhưng thời gian tới khi có cơ hội anh chị em kiếm lại được cái khoản đã mất nó rất là nhanh và lúc đó anh chị em cũng bình tĩnh hơn tự tin hơn có một cái góc nhìn nó rộng hơn và có thể là, là sẽ nhìn bao quát thị trường hơn và nhận diện ra cái cơ hội nó chính xác hơn là khi anh chị em đang gồng lỗ một cổ phiếu và khi anh chị em không cầm một cổ phiếu nào không dính vào một cái vị thế rủi ro nào thì lúc đó cái nhận định, cái phân tích của anh chị em mình đánh giá nó sẽ khách quan hơn. Nó sát với thị trường hơn anh chị em nhá. Còn sau phiên ngày hôm nay tạm thời thì chưa có cổ phiếu nào để theo dõi. Nhưng thời gian tới, một khi có cơ hội để tham gia, có thể là nhóm chứng khoán đợi nó giảm thêm khoảng 15 20% nữa đi. Những cổ phiếu như FTS ấy, anh chị em phải chờ. Có thể nó giảm như thế này, anh chị em ạ. Có nghĩa là từ cái vùng đỉnh ấy nó phải giảm được khoảng ít nhất là 20%. Hay từ cái vùng này này nó phải giảm ít giảm 40% luôn. Nhưng trước đó thì thằng này nó tăng được khoảng khoảng 4 lần, gần 5 lần. Nó tăng từ 10 cho đến 50, 5 lần. Thì nó xảy ra một quá trình nó giảm. Ở cái nhịp này thì nó giảm cũng khoảng 40 50%. Nó tương đương với cái quá trình tăng của nó. Thì ở cái nhịp này này, thằng này nó tăng khoảng nó tăng từ 15 cho đến 47 tăng 3 lần. Thì cái nhịp này này nó giảm nó giảm phải ít nhất giảm 30%. Có nghĩa là nó giảm về cái nền giá đỡ giá bên dưới, sau đó nó sẽ có một nhịp hồi phục. Thứ nhất là những buổi nó quay về cái đường MA năm 200 ngày. Thứ hai nó có cái nền giá đỡ bên dưới thì lúc đó anh chị em có thể mua để đánh cái sóng hồi phục. Nó giống với như giai đoạn này này. Kiểu gì khi nó gặp cái đường MA 200 ngày nó sẽ có một quá trình nó hồi phục. Thì khi ấy đó anh chị em mua thì khả năng anh em sẽ mang về khoản lợi nhuận ngắn và nhanh. Cái quá trình hồi phục này của nó ấy, nó tăng khoảng 30 40% trong một thời gian rất là nhanh, rất là ngắn. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta cầm dài hạn mà sau đó nó vẫn còn một cái quá trình tiếp diễn nó giảm. Nên anh chị em đánh thì phải nhanh nhạy và chờ vào đúng lúc chứ đừng nên chưa có một cái tín hiệu nào mà đã tham gia quá sớm vào thị trường thì nó sẽ gặp nó sẽ khiến cho anh em gặp gặp thiệt hại. Anh em nhé Nên cứ chờ cái nhóm chứng khoán nó giảm đủ ấy. Có khi cái nhóm chứng khoán là cái nhóm anh em có thể bắt đáy thành công được ấy, nhưng mà phải đợi nó giảm đủ chứ không phải là ngày mai thì nó giảm sàn mà lao ngay vào đâu. Ngày mai nó giảm sàn, có thể nó sẽ hồi phục nhưng nếu như hồi phục mà chưa chạm cái vùng hỗ trợ bên dưới, khả năng rất cao cái quá trình giảm của nó còn tiếp diễn nên anh em phải thận trọng anh em nhé Cái nhóm thứ hai, ấy, có thể là cái nhóm bất động sản công nghiệp phải chờ nhóm này thêm xem hay là KBC ấy, phải chờ nhóm này này xem thời gian tới sau khi quay về cái nền giá bên dưới này này nó có hồi phục lên được không nó có tạo thành một cái nền giá tích lũy hay không lúc đó anh chị em quan tâm sau VGC này hay như EDC bản thân thằng EDC nó một cổ nó là một cổ phiếu nó xây nền giá dốc đi lên hôm trước thì mình có khuyến nghị anh em mua ở phía này này nhưng mà hình như lên đến đây là mình báo anh em bán lên đến đây này. Và cũng có một số anh em bán nốt ở trên này Và cũng mang về một cái khoản lợi nhuận Nhưng đến thời điểm hiện tại Mà anh em nào còn cầm ấy Là cũng chịu rủi ro nhất định nhá Và có thể là còn lỗ ngược cơ nhá Nên thời gian tới anh em cứ chờ Cái nhóm chứng khoán nó giảm đủ đi Khi nó giảm đủ xong Anh chị em mua sẽ có cái sóng Gọi là sóng hồi phục của nó Còn nhóm bất động sản thì tạm thời tránh xa ra Nhóm ngân hàng thì tạm thời tránh xa ra Vì nó liên quan đến nợ xấu Các doanh nghiệp bất động sản nợ xấu còn một số nhóm như nhóm xuất khẩu ấy phải chờ nó cân bằng lại. Những cổ phiếu như thằng VSC này hay như ANV này phải đợi nó cân bằng lại. Liệu nó có hồi phục và xây lại cái nền giá tích lũy hay không thì lúc đó chúng ta quan tâm lại sau. Còn giai đoạn này anh em nào mà dính thì phải tìm cái thời điểm tìm cái cơ hội để xem xét cơ cấu nó ra. Ưu tiên giai đoạn này là phải ưu tiên giữ vốn, không bao giờ được lì, không bao giờ được bảo thủ giai đoạn hiện tại. Nó rất nguy hiểm luôn có thể phiên ngày mai ngày kia sẽ bắt đầu có phọt sale có côn margin tài khoản chứ phiên ngày hôm nay là chưa có đâu sau phiên ngày hôm nay các công ty chứng khoán mới đánh giá lại về cái tỷ lệ rủi ro của các tài khoản của nhà đầu tư và sau phiên ngày hôm nay sẽ có nhiều cái tên được gọi để báo cáo về việc cái mức an toàn cái mức rủi ro của tài khoản anh em nhau Thời gian tới anh em cũng có thể theo dõi thêm cái nhóm dầu khí như PVS, như PVC, như PVD. Ấy. Nhưng mà phải chờ nó giảm xong, có thể nó giống với những phiên nhà này. Nó cũng có những phiên nó giảm sàn. Nhưng sau đó nó xây được một cái nền giá tích lũy và nó bắt đầu hướng đi lên. Thì đó là cái quá trình anh chị em có thể nghiên cứu có thể theo dõi dần. Nhưng ở thời điểm hiện tại chưa phải là thời điểm để mua bất kỳ cổ phiếu nào cả. Khi nào cơ hội nó xuất hiện Lúc đó mình sẽ gửi để anh chị em chuẩn bị kế hoạch Chuẩn bị vốn để tham gia Còn bây giờ thì tạm thời chưa Đây là thời điểm anh chị em có thể tìm đọc những cuốn sách Có thể là cái cuốn Phù thủy chứng khoán của Mark Minervini Cuốn làm giàu qua chứng khoán Hay là cái cuốn Tư duy đầu tư Cái cuốn này này cũng của Macmillan cuốn bí quyết tư duy để giành chiến thắng đó là anh chị em cần phải luyện tập những cái điều đúng trong quá khứ có nghĩa là anh chị em lục lọi lại quá khứ những cổ phiếu nào nó mang lại lợi nhuận nhanh nhất cao nhất nhiều nhất cho anh chị em thì anh chị em cần luyện tập lại cần phân tích lại những cổ phiếu đó hay là học cái cách dừng lại khi gặp phải những cổ phiếu mà mình mua sai, dừng lại ở đây là chúng ta cần cơ cấu nó đi. Xử lý những khoản thua lỗ nó đi. Và sau đó, anh chị em cần so sánh so sánh với những cổ phiếu nó mang lại lợi nhuận nhanh nhất cho anh chị em và đối chiếu nó với những cổ phiếu nó mang lại đau thương cho anh chị em để từ đó anh chị em rút ngắn cái thời gian tiêu cực và kéo dài thời gian tích cực. Đây chính là một cái cách mà Mark Minervini dạy chúng ta cách gồng lãi và rút ngắn cái thời gian gồng lỗ. Lỗ là phải làm sao bán nhanh nhất, lãi là phải gồng thật lâu và phải tìm một đối tác nào đó để cùng anh chị em luyện tập để giúp anh chị em nhớ sâu hơn, nhớ lâu hơn, nhớ kỹ hơn. Sau đó anh chị em sẽ trở thành một nhà đầu tư thành công, một nhà đầu tư lão luyện và tìm kiếm được những cổ phiếu tiềm năng và tham gia đầu tư đem lại những cái hiệu quả nhất định và mang về lợi nhuận thực hiện hóa nó mang về lợi nhuận về tài khoản về túi tiền của anh chị em anh chị em nhé còn anh chị em nào hiện tại chưa có phương pháp xử lý tài khoản chưa có cái hướng định hướng nào trong thời gian tới tài khoản tài khoản đang rủi ro quá chưa biết sử dụng cái lệnh stop loss stop order như thế nào thì có thể theo dõi cái video này này mình có hướng dẫn anh chị em đây này cái video này mình hướng dẫn anh chị em sử dụng cái lệnh stop order để chặn lãi và cắt lỗ tự động khi tài khoản khi cổ phiếu nó bước vào cái giai đoạn rủi ro. Thì đây là một cái cách rất hữu hiệu mà mình vẫn đang áp dụng. Và đến thời điểm hiện tại mình đang vẫn đang nhận thấy nó rất hiệu quả luôn. Anh chị em mà có đánh forex, đánh thị trường quốc tế, anh chị em mà không sử dụng cái lệnh này, nhiều khi đang lãi thành cháy tài khoản luôn. Bản thân mình là một người cháy vài lần tài khoản Forex rồi. Nhưng khi mình mới bắt đầu tham gia ấy, mình nạp có vài trăm đô thôi. Và cũng sau vài lần như vậy, bây giờ áp dụng rất thành thạo cái lệnh stop loss, stop order. Chúng ta cần phải trải qua, chúng ta mới hiểu được cái giá trị và tầm quan trọng của nó. Nên mình hy vọng là cái lệnh này sẽ giúp anh chị em tránh được thiệt hại trong cái quá trình đầu tư. Và cũng chắc được cái khoản lãi nếu như mà thị trường nó còn rủi ro hay những những khoản đầu tư của anh chị em nó còn rủi ro thì anh chị em phải biết hướng xử lý phải biết cách cơ cấu giải quyết xử lý vấn đề làm sao để bảo toàn được vốn giai đoạn này lãi hay lỗ giai đoạn này bán hết giữ vốn ưu tiên giữ vốn đã chờ thị trường nó giảm xong lúc đó đầy cơ hội luôn anh chị em nhá còn anh chị em mà nhận thấy được một giá trị nào đó trong video này thì anh em có thể like và subscribe kênh để khi mình đăng tải những cái nội dung chia sẻ mới nhất anh chị em là người đầu tiên nhận được thông báo này để kịp thời nắm bắt thông tin kịp thời nắm bắt về diễn biến thị trường để xem là có cơ hội đầu tư nào hay không để chuẩn bị kịch bản chuẩn bị kế hoạch để đầu tư để giải ngân anh chị em nhé cảm ơn anh chị em đã theo dõi chúc anh chị em thời gian tới tìm được những cổ phiếu tiềm năng để tham gia để đầu tư thành công